À, hôm trước mình học tới trang mấy rồi ha? Quý vị có ai cho biết là mình học tới trang mấy không? Dạ, hôm trước mình quên đánh dấu là trang số mấy. Ba chấm hai chấm bảy à, 3.2.7. Cảm ơn quý vị. Xuống này sáng quá phải kéo lên lại Rồi 3.2.7 là trang 138. À, trong phần này đó là lối nói của động từ. Tiếng Pali thì lối nói này dùng là chữ Vachaka. Chữ Vacha là lời nói, Vachaka là lối nói. Vậy thì lối nói của động từ là cách động từ biểu thị vị thế của chủ từ trong một câu nói. Cái vị thế của chủ từ đó, tức là chủ từ này đó, nó là chủ động hay là thụ động. Ví dụ như ở đây đó, ở Pali có động từ có bốn lối nói chính ha. Động từ nghe, động từ nó có bốn bốn lối nói chính. Thứ nhất á, lối nói năng động, tiếng Pali gọi là cách tu và chắc á, cách tu là người làm nha, người làm. Còn chữ lối nói thụ động là kamma và chắc á, kamma là hành động. Lối nói theo kiểu hành động là thụ động. Năng động á, tức là cái chủ thể, chủ ngữ cũng là cái chủ, cái tác nhân gây ra cái hành động đó. Còn lối nói thụ động á, thì chủ thể á, chủ ngữ á, thì nó lại là nó làm tân ngữ ở trong câu. Và lối nói năng truyền động, năng truyền động tức là không phải tự mình làm mà mình sai người khác làm. Và lối nói thụ truyền động là mình bị người khác biểu mình làm. Ví dụ ha, một động từ mà ở lối nói năng động là cái lối nói đầu tiên đó, đó là khi chính chủ từ làm tác nhân gây ra hành động để quy ảnh hưởng cho túc từ nếu có, tức là trường hợp có thể có túc từ mà trường hợp không có túc từ. Ví dụ như trong hai câu ví dụ ở sau á, thì câu đầu tiên có túc từ và câu đầu thứ hai thì không có túc từ. Câu đầu tiên là sudo odanang padati. Ở đây đó quý vị thấy là đánh số đánh đánh máy bị sai, đúng ra phải là pachati, chữ đờ phải thay bằng chữ chờ. Sudo là người đầu bếp, pachati là nấu và odanang là cơm. Sudo odanang pachati là người đầu bếp nấu cơm. Như vậy ở đây chủ từ là chữ sudo, động từ là nấu, thì chủ từ nó cũng là cái tác nhân mà gây ra cái hành động nấu. Còn cơm là tân ngữ, là cái hành động nấu này là tác động tới tân ngữ là cơm. Bây giờ qua ví dụ thứ hai là ahang sayami, tôi ngủ. Như vậy tôi là tác nhân của hành động ngủ, và trong trường hợp này động từ ngủ đó nó là nồi động từ cho nên nó không có túc túc từ, chỉ là ngủ thôi chứ mình không có nói ngủ cái gì hay ngủ ai ha. Còn cái động từ mà ngoài động từ đó là hay là gọi là tha động từ là nó có một cái tân ngữ, như nấu là nấu cái gì, đánh thì đánh ai, gặp thì gặp ai ha. Rồi một động từ mà ở lối nói thụ động, tức là khi chủ từ là thụ nhân sẽ lãnh chịu hậu quả của hành động, giống như là cái câu câu bị động ở trong tiếng Anh là passive voice vậy đó. Câu này mình thấy ví dụ là odano sudena pacciyati, odano
là chủ ngữ của động danh từ odana là cơm. Cơm chia theo chủ cách. Động từ pachiyati, pachiyati, động từ ta pachati là nấu, mà cầm cái chữ vị tiếp, cái chữ tiếp vị ngữ iya, tạo thành là pachiyati là được nấu. Pachati là nấu, mà pachiyati là được nấu. Và sudena là cách ba của danh từ suda. Suda là người đầu bếp, sudena là bởi người đầu bếp. Cho nên câu này là odano sudena pachiyati, cơm được nấu bởi người đầu bếp. Và có khi người ta dịch là cơm được người đầu bếp nấu cũng được ha. Câu thứ hai là so maya pahari, so là nó, pahari là đã bị đánh, maya là bởi tôi, cách số 3 của chữ âm há số ít ha. Thành ra cả câu này so maya pahari, nó đã bị tôi đánh. Qua cái dạng thứ ba, lối nói thứ ba đó là lối nói năng truyền động, là khi hành động do chủ từ khiến đối tượng khác tác động, tức là mình sai người khác làm đó, khiến người khác hành động gọi là năng truyền động. Năng động tức là mình tự làm, mà năng truyền động tức là mình truyền, mình lệnh cho người khác làm. Ví dụ sami sudena odanang pachapeti. Sami là ông chủ, pachape mình thấy chữ pachati là nấu, cộng thêm chữ ap, ap thì cái dạng thêm chữ ap vào á, là khiến sai người khác làm. Như vậy là pachapeti là sai người, sai nấu, mà odanang là cơm, và sudena là bởi người đầu bếp. Cả cái câu này sami sudena odanang pachapeti, ông chủ sai người đầu bếp nấu cơm. Thì như vậy trong cái trường hợp đó đó thì odanang nó chia theo cách số 2, và chữ sudena là chia theo cách số 3. Nấu cái gì? Nấu cơm. Thì cơm là tân ngữ, mà cơm này nấu bởi ai? Bởi bởi người đầu bếp. Cho nên mặc dù ở đây mình có cái chữ bởi là để cho biết cái tác nhân là người, cái người làm thì thật sự là người đầu bếp chứ không phải là ông chủ. Nhưng mà ông chủ là làm chủ từ, và người đầu bếp không được làm chủ từ, cho nên nó phải làm ở cái cách số 3. Thì cả cái câu này sami sudena odanang pachapeti, ông chủ sai người đầu bếp nấu cơm. Ví dụ thứ hai, garu sisang sipang sikkhapesi. Garu là vị thầy, sikkhapesi, sikkhati là học, mà sikkhapeti là khiến cho học, tức là dạy. Sipang là nghề, sisang là người học trò. Thì cả câu này garu sisang sipang sikkhapesi là vị thầy đã dạy nghề cho học trò, hoặc là đã dạy trò học nghề. Và cái lối nói thứ tư gọi là lối nói thù truyền động, là khi một hành động có quy ảnh hưởng cho chủ từ A mà do đối tượng B khiến đối tượng C tác động. Nghe thì có vẻ là khó hiểu, nhưng mà chỉ cần vô ví dụ thì quý vị sẽ thấy rất là rõ. Ví dụ là Odano Samina Sudang Pa Cha Piyati. Odano là cơm, Samina là bởi người chủ, Sudang là người đầu bếp, và Pa Cha Piyati là được sai nấu. Được sai nấu coi như là được nấu thì khác, mà đây là được sai nấu. Thì cơm được sai nấu, mà được ai sai? Được được ông chủ ha, bởi người ông chủ, bởi ông chủ. Thì cả cái câu này đó thì mình thấy rằng là mình mới quay mình nói này, về trên này cái giải thích này: một hành động có quy ảnh hưởng cho chủ từ A, tức là hành động được nấu, hành động nấu đó ha, chữ nấu thôi cũng được, hành động nấu, thì quy ảnh hưởng cho cơm, cho chữ từ A là cơm, nấu gì? Nấu cơm. Mà do đối tượng B khiến, đối tượng B mà khiến, tức là đối tượng B ở đây là ông chủ khiến, mà khiến ai? Khiến đối tượng C tác động, tức là người đầu bếp. Cả câu này nó có tới ba đối tượng,
đối tượng A, đối tượng B và đối tượng C. À, đối tượng A ở đây đó là cơm. Rồi đối tượng B ông chủ, đối tượng C là nấu. Như vậy và động từ là động từ nấu thì như cả cái câu này Odano Samina Sudang Pacha Pijati. Ở đây là AP cộng với Iya. AP là khiến cho và Iya là được, khiến cho được. À. Cơm được ông chủ sai đầu bếp nấu. À. Mình chuyển qua cái dạng ấy là cũng là bị động. Và câu tiếp theo Sipang Garuna Sisang Sikkhapijati. Sipang là nghề, Garuna là bởi thầy giáo, Sisang là học trò và Sikkhapijati AP là khiến cho, Iya là được, khiến cho được học. Nghề nghiệp khiến cho được học, khiến cho học trò học bởi thầy giáo. À, cái câu đó thì bây giờ mình dịch mà cho nó ngắn gọn dễ hơn á là nghề nghiệp được vì thầy dạy cho học trò. Thì ở Pali các lối nói của động từ được hình thành bởi những dấu hiệu tiếp vị ngữ là chữ là Paccaya khác nhau. Cái dấu hiệu như hồi trên ở trên đây mình thấy này. Bây giờ có bốn lối nói ha. Thì mỗi cái lối nói như vậy nó có một cái tiếp vị ngữ hay là cái Paccaya khác nhau. Giờ mình đi qua phần như vậy là phần 3.2.7 là mình bây giờ mình trở lưu lại đó là lối nói của động từ. À, như vậy lối nói năng động, lối nói thụ động, lối nói năng truyền động và lối nói thụ truyền động là quý vị nghe hiểu rồi ha. Năng động thì là chủ từ là tác nhân gây hành động, thụ động thì chủ từ là đối tượng tiếp nhận hành động. Năng truyền động á là chủ từ á là khiến cho người khác hành động và lối nói thụ truyền động á là chủ từ nhận được một cái hành động mà do người khác sai khiến người một người người thứ ba làm. Thì đó là cái cách giải thích về các cái lối nói của động từ Pali. Bây giờ mình qua phần 3.2.8. Tiếp vị ngữ của động từ là Paccaya đó. Cái phần này thì là nó khá là rắc rối bởi vì đó nó có rất là nhiều cái tiếp vị ngữ. Thì tiếp vị ngữ của động từ là gì? Nó là dấu hiệu để ghép với ngữ căn hoặc là động từ cơ bản của tám nhóm mà lập nên các thể hay là lối nói của động từ. À, là chữ Vajra-ka hồi nãy đó. Thì như vậy đó là mỗi cái lối nói thì nó có một số cái tiếp vị ngữ khác nhau. Từ từ cái căn đó mình cộng thêm mà nó ra. À, ví dụ tiếp vị ngữ động từ luôn luôn đặt sau ngữ căn hay là thành phần cơ bản. Mình thấy cái chữ pat pat là cái căn, căn pat là nấu. Thì cộng với tiếp vị ngữ paccaya là a thì cộng lại là paccha. Paccha là gọi là động từ cơ bản ha. Pac là căn động là căn ha. Căn của từ. Rồi tiếp theo mà khi mà nó cộng với cái paccaya đó là cái tiếp vị ngữ đó, nó ra cái paccha đó thì gọi là động từ cơ bản. Động từ cơ bản nó xong rồi mà vô paccati đó là cái đó mà động từ mà chia cho theo thì. Mare, mình có cái căn là mare. Mare cộng với chữ giá. À, thì a e mà cộng với e mà cộng với giờ thì đổi thành y. Y giờ. Thành ra là Maria. Và khi mà cái chữ giá này đó cộng giá thì nó đổi y giá, giá hay y giá đó với cái tiếp vị ngữ đó này trở thành thụ động. Thành ra hôm trước mình học á là cái chữ động từ chết đó là gì? Mareti, Marati là chết. Nhưng mà Mareti là bị giết. À, bị giết. Hoặc là mình có cá. Cá là cái gốc của chữ cá là làm. Nhưng mà cộng với ne đổi thành là cà rê. À, hôm trước mình có học đó, khi nào mà cộng với cái ne này đó thì tấm cái danh từ cái ấm một phụ ấm nguyên âm phía trước á, là kéo dài ra bỏ chữ ne cho nên là đổi thành là bỏ chữ n đổi thành là kare thì nó ra động từ kareti là sai làm à, karoti hôm trước mình cộng a cộng với o là karoti thì làm nhưng mà kareti là sai làm à, thì làm á, là cách tụ mà sai làm á,
là hê tu cắt tu ha. Mình có cái gốc là chín đá cộng với nape thì nó đổi thành là chín đa p, và cái gốc cái đuôi mà ap này đó thì nó có nghĩa là sai, cho nên chín đa là cắt đứt, mà chín đa p tị là sai cắt đứt. Ở đấy đó mình thấy là động từ Pali nó rắc rối hơn là cái động từ tiếng Anh hay là tiếng Việt, bởi vì tiếng Anh hay tiếng Việt các mình không cần biến đổi động từ gì cả, mình chỉ cần thêm cái từ phía trước thôi thì mình thấy nó đơn giản hơn. Ví dụ như nói là nấu thì bây giờ sai nấu, làm thì biểu làm, giết thì bị giết, mình thêm cái chữ phía trước thôi mà mình khỏi cần phải biến đổi cái động từ gì cả. Cái động từ giết mình cứ để ý nguyên vậy, mình dùng tất cả các thì, mình chỉ việc là thêm cái từ phía trước thôi. Những cái từ đó nó mang cái ý nghĩa là chủ động hay thụ động, tương lai hay quá khứ. Tương lai thì mình thêm chữ sẽ, quá khứ mình thêm chữ đã, hiện tại mình thêm chữ đang ha. Thành ra mặc dù thêm thì khó, nhưng mà mình chỉ cần nhớ nguyên tắc mà mình không cần phải biến đổi động từ. Nhưng mà trong tiếng Pali á, thì tiếng Pali này là một cái từ mà một cái ngôn ngữ đó nó hơi phức tạp, tức là đó mỗi cái danh từ hoặc một động từ thì khi mà nó được chia theo thì, theo thể, theo cách á, thì nó đều biểu hiện bằng cái cách là biến đổi cái hình thức của cái danh từ hay động từ đó luôn. Và cái sự biến đổi này đôi lúc khiến mình không còn nhận ra nữa, mình phải thật là quen thì mình đọc hoài đó mình dễ nhận, chứ con không mới đầu đó cũng rất là khó nhận ra. Thì ở đây người ta cho bốn cái ví dụ đó xong rồi thì người ta mới nói rằng là a da nê và nam p trong các thí dụ trên đó chính là những cái tiếp vị ngữ động từ. Thì động từ Pali có đến 25 tiếp vị ngữ, đó là gì? A ala aya ara ala i i iya una e o kha cha naya na napaya nape ne no naha na papa ya yira và sa. Đó tới 25 tiếp vị ngữ. Nhưng mà trong đó đó, trong 25 cái tiếp vị ngữ này thì có 15 tiếp vị ngữ gồm có a i i u na e o na ya na ne no na na papa ya yira, thì được ghép vào ngữ căn để lập thành hình thức năng động thể là cắt tụ và chắc cắt. Ngoài ra còn có tên 8 tiếp vị ngữ nữa, đó là ala aya ara ala iya kha cha và sa, cũng được xem là hình thức tiếp vị ngữ lập nên động từ năng động thể, nhưng mà 8 tiếp vị ngữ này thuộc hình thức đặc biệt. À, như vậy mình thấy có 25 tiếp vị ngữ mà hết 23 tiếp vị ngữ á, nó hình thành nên là động từ năng động thể rồi. Thì vì cái động từ năng động thể này á, nó phổ biến hơn. Mình làm á, thường thường cái động từ mình nó chủ từ mà là tác nhân của hành động, mình thấy nó thường hơn. À. Và bây giờ tiếp vị ngữ dạ còn là một hình thức để lập nên động từ thụ động thể, nhưng mà về sự hình thành thì nó khác với chữ dạ mà trong cách lập nên động từ năng động thể. Như vậy là riêng cái tiếp vị ngữ dạ này nó một mình nó mà nó có thể lập nên hai là dạng động từ từ thụ động thể tức là chủ từ là các tác nhân của hành động, và một dạng khác đó là năng động từ năng động thể. Xin lỗi, hồi nãy nó nói nhầm là động từ thụ động thể, tức là chủ từ á, là cái tác là cái đối tượng của hành động, nhưng mà còn cái năng động thể là chủ từ là tác nhân của hành động. Thì một cái tiếp vị ngữ nhưng mà nó lại có hai dạng, và nhưng mà cái cách chia thì nó hơi khác nhau một tí, cái cách thành lập nó có khác một tí. Rồi thứ hàng tiếp theo là tiếp vị ngữ na ya và ne còn là hình thức cùng với na pa ya và na pe để lập nên động từ năng truyền động thể là he tu cắt tu và chắc cắt, nhưng mà na ya và ne chỉ dùng để lập thể sai bảo
với các ngữ căn thuộc nhóm khác ngoài nhóm đề thất ngữ căn. Tức là cái nhóm mà đề thất là nhóm thứ bảy đó, thì á, là nó có cái thức là hình thức là na giá nê à, nhưng mà đó khi đó là nó là dùng cái theo cái dạng là chủ động thôi, còn khi mà nó cộng với na giá và nê mà nhập với các cái nhóm khác á à, thì nó lại là dùng lập cái thể sai bảo à, sai bảo tức là năng truyền đồng đó à. Bây giờ tiếp vị ngữ giá sẽ phối hợp với các tiếp vị ngữ là na giá nê, na pa giá và na pê để lập nên hình thức thủ truyền đồng thể. Thủ truyền đồng thể là khetu kama vachaka, là gì? Khiến cho bị làm ha. À, thì như vậy đó, đó là mình đi qua những cái phần đó, thì tiếp theo phần này sẽ là cái phần toạc yếu. Toạc yếu về động từ là cái bài vừa rồi mình học về động từ đó, là bài 3.2 đó. Là thứ nhất, động từ là tiếng biểu diễn cái dùng của chủ từ trong một câu à, định nghĩa này là quý vị nhớ nghe, động từ là tiếng để biểu diễn cái dùng của động từ trong một câu. Thứ hai, sự cấu trúc hình thức của động từ tiếng Pali rất là phức tạp. Một động từ tiếng Pali được hình thành do một ngữ căn tiếng Pali gọi là Thatu phối hợp với tiếp vị ngữ tiếng Pali gọi là Paccaya, và đôi khi nó mang thêm một tiếp đầu ngữ là upasaka, rồi chia theo vị ngữ ở các ngôi là purisa hay là thi kala vân vân à, cái phần mà nói là à, chia theo vị ngữ á, như là theo ngôi đó, mình thấy giống như là chữ gacchami ha, thì chữ ami đó đó là chia cho ngôi thứ nhất số ít, mà ví như là gacchati à, thì như vậy là cho ngôi thứ ba số ít, hoặc là pachama gacchama là ngôi thứ nhất mà số nhiều chẳng hạn. Thành ra đó là như vậy, tiếng Pali nó có tới 4 thành phần ha, quý vị nhớ ha. Ngữ căn là tha tú, tiếp vị ngữ pachaya là cái phần là 5-6 ngữ căn, nó cộng thêm cái tiếp vị ngữ đó để nó mang ý là năng động hay là thụ động đó. Rồi á, nó có cái tiếp đầu ngữ phía trước, như hôm trước mình nói cái chữ vipassana đó, chữ vi thì đó là tiếp đầu ngữ, và rồi nó chia theo vị ngữ ở các ngôi, rồi như là ti, anti, mi, ma đó, vân vân. Tiếp theo là động từ Pali có phương thức sử dụng theo 8 cách: 3 thì, 2 thể, 2 số, 3 ngôi, 4 lối nói. Động từ Pali gồm có 8 nhóm ngữ căn và có 25 tiếp vị ngữ. 8 cách của động từ Pali đó là gì? Tiến hành cách Vattamana, hiện khứ cách Ajjatani, quá khứ cách Hiyattani, bất định khứ cách Parokha, tương lai cách Pavisanti, điều kiện cách Kalatipati, mình lên cách Panchami và khả năng cách là Sattami. Cái này hôm trước mình có đi qua rồi. Ba thì là hiện tại, Pachupanna Kala, thì quá khứ Atitakala, và thì vị lai Anagatakala. Hai thể là thể năng động Parasapada và thể thụ động Attanopada. Ngày xưa căn cứ vào hai lỗ vị ngữ này mà lập thành năng đồng thể và thù đồng thể của động từ, nhưng mà ngày nay đã mất đi sự phân biệt đó. Người ta chỉ phân biệt động từ thể theo lối nói vachaka được hình thành do những tiếp vị ngữ vachaya khác nhau à, thì hôm trước mình có nói qua rồi đó, cái động từ là à, pachati là nấu và pachate là được nấu đó, nhưng mà sau đó người ta không có dùng cái dạng đó nữa mà người ta dùng cái lối nói phía dưới này, là mình nhớ hồi nãy mình mới học bốn lối nói đó, là năng đồng, thụ đồng, rồi là năng truyền đồng và thụ truyền đồng ha. Khi đó mình mang cái tính là thụ đồng và chủ đồng một cách rõ ràng. Rồi hai số của đồng tư là số ít ekavachana. Chữ vachana đây là thiếu chữ, người ta đánh máy thiếu chữ cha này. Ekavachana là số ít,
và số nhiều là bahu vachana. Ba ngôi là ngôi sơ, Pathama Purisa, ngôi sơ ở đây tức là amha là tôi đó. Ngôi trung, Matthima Purisa là toàn tâm hề. Và ngôi thường, Uttama Purisa tức là sô sa. T. Rồi bốn lối nói là lối nói năng động, Kattu Vachaka, lối nói thụ động, Kamma Vachaka, lối nói năng truyền động, Hetu Kattu Vachaka, và lối nói thụ truyền động, Hetu Kamma Vachaka. Rồi có 8 nhóm ngữ căn của đồng từ Pali. Nhóm ngữ căn thu, nhóm ngữ căn rút, nhóm ngữ căn đi, nhóm căn su, nhóm căn ki, nhóm căn tan, nhóm căn chur và nhóm căn ga. 25 tiếp vị ngữ của đồng từ tiếng Pali thì được liệt kê ở đây. Đó. Ta căn cứ vào những phương thức tiêu chuẩn trên mà phân định được đồng từ không có nhầm lẫn. À, như vậy là mình đi qua phần 3.2 xong rồi. À, bây giờ mình qua cái phần 3.3, đồng từ năng đồng thể. Kattu Vachaka Kiriya Sabda. À, trong cái phần này chỉ Kattu Vachaka là hôm nay mình học ở trên đó, là năng đồng thể, và Kiriya Sabda là động từ. Thì cả từ đồng từ năng đồng thể là tiếng đồng từ để diễn tả hành động mà tác nhân chính do chủ từ làm tác nhân gây ra. Và cái dạng bắt bụng lời nói hồi nãy đó. Bây giờ thí dụ. Sa alankaroti. Sa là cô ta. Alankaroti là trang điểm. Cho nên động từ hai cái câu này cộng lại là sa alankaroti. Karoti là cô ta đang trang điểm. Động từ này. Cái chỗ này thì không thể nào là potthakassa được, đắc là đánh mãi trật. Vì tôi đọc sách thì sách phải là cách 2 chứ không thể nào cách 4 hết á. Tôi đọc sách thành ra phải là ahang potthakang patthami. Tôi đọc sách. Thì các tiếng alankaroti, ahindasi và patthami trong các thí dụ này là những động từ năng đồng thể. Vì do chủ từ sa, toán và a hắn hành động. Câu này thì mình đọc là hiểu ha. Tại này chắc dễ hiểu cho nên không cần phải giải thích thêm. Khi mà mình đọc ở chỗ nào mà khó hiểu đó thì khi đọc mà giải thích thêm cho quý vị. Giờ mình qua phần 3.3.1 là tiếp vị ngữ năng đồng thể. Pachaya. Ở Pali đồng từ năng đồng thể sử dụng được 15 tiếp vị ngữ. Hay là Pachaya đó là a. I, I, U, Na, E, O, Na, Ya, Na, Ne, No, Na, Ha, Na, Pa, Pa, Ya, và Yira. Ngoài ra còn có 8 tiếp vị ngữ đặc biệt khác nữa cũng được xem là hình thức lập nên một số ít động từ năng đồng thể. Và số ít thôi, trên kia là nhiều ha, nó gần như là được các động từ con nghĩa nên là một số ít động từ thôi. Thì đó là... những cái tiếp 8 tiếp vị ngữ đó là ala, aya, ara, ala, iya, kha, cha và sa. Bây giờ mình qua cái mục tiếp theo là sự hình thành động từ cơ bản năng đồng thể. Động từ cơ bản năng đồng thể tức là thành phần gồm có ngữ căn là thân và ghép với cái tiếp vị ngữ năng đồng thể là trong cái 1 trong 15 hoặc là 1 trong 8 cái tiếp vị ngữ trên đó, cộng lại. Thì khi mà mình nổi cộng cái căn mà cộng với tiếp vị ngữ đó thì mới ra cái động từ cơ bản thôi. Chứ có phải là động từ chia, đã chia. Động từ cơ bản đó mình có thể được gọi giống như là động từ nguyên mẫu vậy đó. Ha. Infinitive verb của trong tiếng Anh đó. Thì động từ nguyên mẫu như là to be, to go. Ha. Thì nó chưa có chia. À, nó trở thành một cái dạng động từ thôi. Bắt đầu mình chia vô thì hiện tại thì nó sẽ thành
khác mà chia quá khứ thành khác thì ở đây cũng vậy. Động từ cơ bản năng động thể à, thì nó là gồm có ngữ căn cộng và tiếp vị ngữ năng động thể. Bây giờ động từ cơ bản năng động thể được hình thành do tám nhóm ngữ căn cùng với các tiếp vị ngữ của chúng như sau. Đây bắt đầu nó rắc rối này ha. Mình thấy là có tám nhóm ngữ căn. Bây giờ mỗi cái nhóm như vậy á, nó có cái tiếp vị ngữ riêng mà mình cần phải nhớ. Bây giờ hình thành bọn thứ nhất, nhóm thứ nhất gọi là nhóm đệ nhất ngữ căn là nhóm phu. À, phu thì hình thành động từ cơ bản năng động thể với hai tiếp vị ngữ là a và e. Nhóm này lấy a làm gốc động từ tướng. Ở đây a có thể trực tiếp ghép vào tiếng ngữ căn đa âm. Ngữ căn đa âm là sao? À, quý vị thấy ví dụ như chữ part, part, part và cộng với chữ chờ part, à, gọi là ngữ căn đa âm. Thì cộng thêm với a nó cộng trực tiếp vô luôn trở thành là pacha. À, thì cái chữ pacha này gọi là động từ cơ bản. Ở đây mình có chữ kham là chịu đựng, thì kham cộng với a trở thành là kama. Lap là nhận được, cộng với a trở thành là lapha. Das là cắn hay là đốt, cộng với a trở thành là dasa. Thì những cái này gọi là động từ cơ bản, nó cộng, nó lấy cái root là cái căn á, nó cộng thêm với cái tiếp vị ngữ a thôi. Còn với ngữ căn mà đơn âm, à, đơn âm thì a có thể cùng nguyên âm của ngữ căn mà biến dạng đi. Ở đây đơn âm là sao? Tức là nó tần cùng bằng một nguyên âm. Nè, một ngữ căn mà nó tần cùng bằng một nguyên âm thì gọi là ngữ căn đơn âm đó ha. Ví dụ như chữ thu nó tần cùng bằng chữ u. Bây giờ u nó cộng thêm với a. U cộng với a thì nó đổi thành là av. Cho nên khi cộng thêm a nữa thành nó là phava. Phava là hiện hữu hay có. Thu là trộm cắp. Cộng thêm a thì thu u cộng a đổi thành là av, thành nó là thava. À, tha vát là trộm cắp. Khu là cộng với a, u cộng a đổi thành ô, nó thành là hô tị, hô à, cũng là. Và ni cộng với a đổi thành là na dắt, là dẫn dắt. À, thì như vậy á, trong cái trường hợp á, ngữ căn mà đơn âm thì cái âm, nguyên âm cuối cùng của ngày ngữ căn này nó cộng với a và nó phải có cái sự biến âm nha. Và mình nhớ cái biến âm á, cái biến âm thì nó cũng hay có cái nguyên tắc u cộng a thì ra a vừa hoặc là ra, hoặc là ra o, à, mà hai a cộng lại ra a dài chẳng hạn. Rồi đôi khi toàn bộ ngữ căn bị biến dạng trước tiếp vị ngữ, ví dụ gam, ngữ căn gam mà cộng với a tự nhiên nó đổi thành là gacha chứ nó không phải là gamma. À, cái này thuộc loại bất quy tắc rồi ha, mình phải nhớ thôi. Gam cộng a là ra gacha, dis mà cộng với a là ra passa, tha cộng với a là ra titha. Rồi tiếp vị ngữ e được trực tiếp ghép vào ngữ căn, ví dụ ten, ten là lấy trộm thì cộng với e là ra thene. À, thene là động từ cơ bản có nghĩa là ăn trộm. Cắt là nói, cộng với e là ra cắt thê. Mana là tôn kính, cộng e là ra mane. Vát là nói, cộng với e là ra vạ đề. Di là chiến thắng, là khuất phục, là điều phục. Thì chi cộng với e là ra dê, là chiến thắng. Đa cộng với e là ra đề. U cộng với đi, cộng với e. U ở đây là tiếp vị, là tiếp đầu ngữ ha, cộng đi là cái gốc và cộng với e là tiếp vị ngữ. Thì i cộng e là ra d, thành ra và ở đây gấp đôi phụ âm d, thành ra là út d. À, út d là bay. Chín là suy nghĩ, cộng với e là ra chín t. Chát cộng với e là chát d, là tung hay rải.
Thì cái phần này á là ý nói rằng á là khi mà thân thành cái ngữ căn của cái động từ năng động, nó có hai cái tiếp vị ngữ như đầu tiếp vị đỡ ngữ đâu đó á, thì một á là nó cộng trực tiếp, hai là nó biến đổi cùng với phụ âm cuối. Còn ế đó thì nó cũng cộng vào, nó chỉ có khi nó chỉ cộng vào thôi, nhưng mà có khi nó lại làm biến đổi toàn bộ cả cái danh từ ha, cộng vào. Rồi, đó là nhóm thứ nhất, gọi là nhóm đề nhất ngữ căn. Tiếp theo cái phần là nhóm đề nhị ngữ căn, là nhóm căn của root. Thì cái nhóm này nó có 5 tiếp vị ngữ: A, I, E, O. Thì cái nhóm này ấy, nó lấy cái tiếp vị ngữ A làm gốc động từ tướng. Và đối với cái nhóm đề nhị ngữ căn này, khi hiệp với tiếp vị ngữ thì nó luôn luôn phải xem ưng vào làm trung gian. À, như vậy đó, nó trở thành là không những A mà còn là ưng cộng với A. Mà ở đây có một cái lưu ý là ưng mà trong cái trường hợp này đó, khi mà nó sẽ xen vào đổi vị trí với phụ âm tận cùng của ngữ căn, và đồng thời nó sẽ được đồng hóa, đồng bằng hóa, tức là với phụ âm tận cùng ấy, đồng bằng hóa lại. Bây giờ mình đọc đó, mình sẽ thấy ví dụ rất là dễ hiểu lắm. Root ha, chữ root đó, là ngắn hay bít. Bây giờ cộng với cộng với a à, thì á, ở đây này nó xen vào đổi vị trí với phụ âm tận cùng. Như vậy tầng phụ âm tận cùng là r. Bây giờ đó, chữ ưng này đó, nó xen vào, nó đổi vị trí, tức là thay vì nó đặt sau thì nó lại đặt trước cái phụ âm này. Tức là nó rung thật ý. Mà từ chữ ưng này đó, nó có đồng thời, nó đồng bồn hóa với phụ âm tận cùng. Phụ âm tận cùng là đờ, đờ. Thì á, chữ ưng này nó phải đổi thành chữ n để nó đi chung với nhóm đờ này. Cho nên ưng cộng a, rút cộng ưng cộng a mà nó đổi thành là rung thật. À, như vậy có hai cái nguyên tắc mà mình cần phải nhớ ở đây. Thứ nhất, nó xen xen vào, nó đổi vị trí với phụ âm cuối, tức là thay vì nó đặt đằng sau phụ âm thì nó đưa đằng trước phụ âm. À, và chữ ưng này đó, nó khi thì nó thành m, nếu như đi với âm bơ, âm phơ tức là âm môi thì ưng này đổi thành m, nếu như mà đi với âm răng đờ tờ thì nó đổi thành n, nó đi được với âm uốn lưỡi n đờ thì đơ hết tờ thì nó đi thành n, nó đi với âm uống âm gọi là âm âm vọt âm nóc hồng, âm nóc hồng á, âm chờ âm chờ âm giờ đó thì nó được thành âm nhờ đó. Thì ở đây mình thấy ví dụ thứ hai, cả căn là put ha, put là ăn cộng với ứng cộng với a. Thì á, đầu tiên á, là nó đi với chữ giờ á, thì nó phải đổi thành chữ nhờ. À, và nhờ đặt sẽ nó đặt đằng trước chữ giờ, cho nên từ put cộng ứng cộng á mình có là bunja. À, có hai nguyên tắc mình phải đi. Thứ nhất á, à, nó là đi xen đằng trước, và thứ hai nó đổi chức cùng một cái nhóm với cái phụ âm mà nó đi đi kèm. Rồi mut là thoát ra, thì mut thì ứng cộng a, thì ứng mà đi về chờ thì nó đổi thành là nhờ, và nó đi đằng trước chữ chờ cho nên là munja. Chữ chít à, cộng với ứng cộng a thì chữ đơ, ứng mà đi với đơ nó đổi thành n, và nó đặt đằng trước chữ đơ ra thành là chín đá. Pit cộng ứng cộng a thì mơ ứng mà đi với đơ nó đổi thành n, và đặt đằng trước nó thành là pin đá, là làm bể, bị bể. Rồi bây giờ mình tiếp theo á, là mình có cái nhóm, mình có cái tiếp vị ngữ y à, root nó cộng với ứng cộng với y nó đổi thành là run thị. Rồi ứng với y à, mà nó ghép với ngữ căn y ở trước mình thấy y là ngắn, bây giờ y này là y dài à, thành là root cộng với ứng cộng với y là thành là run thị. Ứng cộng với e mà ghép với ngữ căn, ví dụ như là root cộng với ứng cộng với e nó thành là run thê à, mút cộng với ứng cộng e là ra là mun chê. Và ở đây ứng cộng với ô như là su cộng với ứng cộng với ô à, thì mình thấy là âm ứng mà đi với âm bờ bờ nó đổi thành âm mờ,
À, cho nên là sum vô là trong sáng, là làm cho trong sáng. Như vậy, y, y, e và o. Dù ở đây có một câu là nói rằng là bốn cái vị ngữ sau y, y, e, o này, dù nó có đặt trong cái nhóm mà đề nhị ngữ căn nhưng mà rất ít tìm thấy, và cái nhóm mà tìm thấy nhiều nhất là ứng cộng với á. Bây giờ nhóm thứ ba là nhóm đề tam ngữ căn, nhóm căn đi. Nhóm này nó được hình thành với một cái tiếp vị ngữ là dạ. Bây giờ mình thấy dạ mà khi kẹp với ngữ căn đa âm thì cái tiếng dạ giờ này đó nó bị đồng hóa với tiếng phụ âm cuối của ngữ âm của ngữ căn. Ví dụ dus, dus là bẩn hay chật, cần với dạ thì là cái âm giờ này nó sẽ bị đồng hóa với tiếng phụ âm cuối. Phụ âm cuối của ngữ căn ở đây là chữ sờ. Như vậy chữ giờ mà đi với chữ sờ nó đổi thành chữ sờ luôn. Như vậy đút già đổi thành là đút xa. À, và đút xa ti là làm bẩn. Rush, rush là quyến luyến. Rush cộng với giờ thì chữ giờ này nó lại biến đổi thêm, nó bị đồng hóa thành chữ giờ là cái âm cuối này, thành là rush là quyến luyến. Mus cộng với giá. À, đổi thành là musa là sơ sót. À, như vậy cái nguyên tắc này mình phải nhớ nghe. Thế còn không mà mình không nhớ đó, khi mình chia động từ mình không hiểu vì sao, vì sao chữ đút cái căn đút mà ra chữ đút xác mà nó không ra đút xác. À, thì đây là một cái nguyên tắc này, đó là giá đồng hóa với phụ âm cuối của ngữ căn. Ở đây một thêm một cái nguyên tắc nữa là đôi khi tiếp vị ngữ giá sẽ cùng với phụ âm cuối của ngữ căn mà trải qua sự biến dạng. Tức là nó không bị đồng hóa mà hai cái nó cộng lại nó ra một từ khác. Ví như chữ đi là chơi đùa cộng với giá thì nó không phải là đi với giá mà cũng có thể là đi vạ. Bởi vì hai cái chữ vơ mà đọc với nhau đi và vạ đọc rất là khó. Cho nên hai chữ vơ này đó thì người ta đổi thành hai chữ bờ. Thay vì đổi thành hai chữ vơ là hai chữ bờ là đi vạ. À, thì nó sẽ dễ hơn. Nên là vơ dơ nó đổi thành là bờ bờ. Đi vạ là chơi đùa. Sieve cộng với giá đổi thành là ship bát là máy vá. Mát cộng với giá đổi thành là mát giá là mê say. Bút cộng với giá đổi thành là bút giá có nghĩa là hiểu biết. Và yut cộng với giá đổi thành là yut giá là đánh nhau. Thì ở đây là mình để cái nguyên tắc này là cùng nhau biến dạng chứ nó không có bị đồng hóa, mà hai chữ này cộng lại nó ra chữ khác. Rồi có khi phụ âm cuối của ngữ căn cùng với dứt của tiếp vị ngữ thay đổi vị trí cho nhau. Ví dụ như chữ mù là quên lãng cộng với chữ giá. Thì bây giờ đó chữ giá này nó đi thay đổi vị trí với chữ hờ, nó đang đang đằng trước chữ hờ. Thay vì mình nói mù hờ giá nó rất là khó, mình đổi thành mi hạ nghe dễ hơn, nó êm hơn. À, để biến âm. Rồi một cái nguyên tắc nữa là nếu là ngữ căn đơn âm thì giá sẽ trực tiếp ghép vào. Ví dụ ga là ca hát thì cộng với giá là thành là ga giá, là động từ cơ bản là ca hát và chia vô thì là ca giá giá ti là hát. Ja là suy tư rồi cộng với giá nữa được thành là ja giá là suy tư. Khi là hao mòn cộng với giá trở thành là khi giá là hao mòn. V là dệt cộng với giá thì V cộng với giá đổi thành là va giá. Va giá là dệt. Đầu tiên V được biến thành va ha. Thì đó là cách chia của nhóm thứ ba. Bây giờ có nhóm thứ tư gọi là nhóm đề tự ngữ căn là căn động từ xoa. Động từ này được hình thành bởi với ba tiếp vị ngữ đó là u na và no. Những tiếp vị ngữ này nó trở thành đồng tư tưởng của nhóm ngữ căn, nhóm ngữ căn này, nhóm đệ tử này. Thì ba ba cái tiếp vị ngữ u na và no được trực tiếp
ghép vào ngữ căn. Ví dụ như pa là đạt đến, cộng với una, cứ cộng vào thôi, chúng ta là pa pu na là đạt đến. Su cộng với na trở thành là su na là nghe. Vu cộng với na trở thành là vu na là kết đan. Su cộng với no trở thành là su no là nghe. Vũ cộng với nô trở thành là vũ nô, cũng là kết và đang. Thì như vậy u na na và nô này á, nó bình bình đẳng, mình cộng lại cái chữ bất cứ cái nghĩa vị chữ nhan nào cũng được, và cộng vào thì cái nghĩa nó không có thay đổi. Một vài ngữ căn phụ âm cuối của chúng sẽ được gấp đôi trước tiếp vị ngữ. Thì như chữ xác là có thể cộng với u na thì không, thì gấp đôi phụ âm ca lên trở thành là sakuna là có thể. Một vài trường hợp thôi, cái này cũng thực là đặc biệt đó, chứ không phải cái chữ nào cũng thêm. Mình thấy ấy, chữ su ở trên này đó, đồng từ chữ pap là cũng bắt đầu bằng chữ p mà người ta không gấp đôi phụ âm, mà dưới này chữ ca người ta mới gấp đôi phụ âm. Bây giờ qua nhóm thứ năm là nhóm đề ngụ ngữ căn, hình thành động từ bằng bằng cách là thêm vào cái tiếp vị ngữ na. Na khi nó thêm là nó được trực tiếp ghép vào ngữ căn luôn. Ví dụ như mình có kỹ cộng với na là kỹ na là mua, dị cộng với na là dị na là chiến thắng, mỹ cộng với na trở thành mỹ na là đo lường. Như vậy cái nguyên tắc đầu tiên là rất là đơn giản, có sao phải cộng thêm vào thôi. Rồi cái trường hợp thứ hai đó là ngữ căn nha trí giác lại được biến thành gia trước tiếp vị ngữ. Thì đây là một cái trường hợp gọi là bất quy tắc đó. Nha cộng với na đổi thành là jana, chứ nó không phải là nhana ha. Động từ là janati, mặc dù cái căn là nha, vậy mà đã động từ thì nó lại là janati. Là một cái trường hợp đặc biệt thì mình chỉ có nhớ thôi. Bây giờ nhóm thứ sáu gọi là nhóm đề lục ngữ căn. Nó hình thành bằng bằng cách cộng với hai tiếp vị ngữ, đó là ô hoặc là di ra. Ô thì nó được trực tiếp ghép vào ngữ căn luôn, ví dụ như ta cộng với ô là ra ta nô, có nghĩa là nới rộng. Ca cộng với ô là ra ta rô, là làm. Ma, man, cộng với ô ma nô là suy tư. Còn cái căn mà di ra, xin lỗi, cái tiếp vị ngữ di ra, nó chỉ được ghép với ngữ căn ca, và ngoài ra không có tìm thấy ghép với ngữ căn nào nữa. Và khi ghép như vậy đó, ca mà cộng với di ra, đổi thành là ca di ra, cũng có nghĩa là làm. Thì như vậy mặc dù mình nói là nó có hai, nhưng mà hầu như là chỉ có một thôi, ô thôi ha. Y da chỉ có động từ caroti mà có hai dạng là caroti và kajirati. Bây giờ nhóm thứ bảy là nhóm đề thất ngữ căn. Nó hình thành bằng cách là cộng với hai tiếp vị ngữ là ne và na ya. Thì ne và na ya này sẽ được trực tiếp ghép vào ngữ căn n của ne. Và na ya là dấu hiệu cho biết có sự tăng cường âm đầu của ngữ căn, và dấu hiệu ấy sẽ bị xóa đi tiếp vị ngữ ghép vào ngữ căn. Ở đây sự tăng cường có nghĩa là làm sao âm được mạnh thêm. Ví dụ như a thì trở thành a, i thì i và i thì nó trở thành e, và u thì nó trở thành o. Ví dụ chú cộng với nê, thì khi mà cái dấu hiệu chú cộng nê đó, thì á, cái dấu hiệu cái chữ n n đứng trước chữ nê này á, nó là nó làm cho nó gọi là tăng cường, nó tăng cường cái âm u, mà nó tăng cường thì nó đổi thành âm o. Cho nên là chú cộng với nê đổi thành là chô rê, là ăn trộm. Mà nếu như chú cộng với na dạ thì nó cũng biến cái u thành ô, là thành chô ra giá. Chô ra giá gúp là bảo vệ, cộng nê thì u đổi thành ô, nó thành là gô pê, là bảo vệ. Rồi gúp cộng với na giá đổi thành là gô pa giá. Pan cộng với nê thành là pa lê, và pan cộng với a giá na giá đổi thành là pa la giá. Và nhóm cuối cùng là nhóm đề bát ngữ căn. Nó được hình thành
với hai tiếp vị ngữ là naha và papa. Hai tiếp vị ngữ này á, nó chỉ có ghép với ngữ căn ga thôi, ngoài ra không có ghép với ngữ, không có thấy nó ghép với ngữ căn nào khác nữa. Và ở đây ngữ căn sẽ thay đổi dạng trước cái tiếp cái vị ngữ ga cộng với naha, thì chữ nơ này đã đặt ra trước, nó thành là găng ha, là lấy. Gạ cầm papa rồi thành là ghép hạ. Riêng về tám tiếp vị ngữ đặc biệt như là a ya i ya a la a ra a la kha cha sa, nó có sự hình thành động từ cơ bản và mang ý nghĩa đặc biệt như sau. Hai tiếp vị ngữ a ya và i ya được ghép vào những danh từ để lập nên những động từ với ý nghĩa diễn đạt sự thực hành hay là giả dụ hay là ước vọng. Ví dụ mình có cái chữ chi ra cộng với a giá đổi thành là chi ra giá. Chi ra là gì? Là lâu dài ha. Lâu dài là đấy là tính từ, mà tính từ nó cũng được tính thành danh từ bên trong tiếng Pali đó. Tính từ và danh, tính từ cũng là một dạng danh từ, đại từ cũng một dạng danh từ ha. Và như vậy đó, chi ra là lâu dài, mà a gia cộng thêm a gia nữa là làm cho lâu dài, làm cho dài ra tức là trì hoãn. Dhumma là khói, mà cộng với a gia nó thành là dhumma, nó trở thành động từ khói, danh từ khói nè cộng với a gia nó thành ra động từ dhumma là nhà khói. Nidda, nidda là ngủ cộng với a gia là ngủ. Matcha là bọn sen, matcha là bọn sen, mà cộng là thành aya là thành là danh từ matcharaya là trở nên bọn sẽ bọn sen. Metta là tâm từ cộng với aya đã trở thành là mettaya, cho nên động từ mà rải tâm từ là mettayati. Như vậy từ gốc là danh từ là metta nè, cộng với thêm a giá cộng thêm tí nữa rồi trở thành động từ. Atta là buồn rầu cộng với ý giá rồi thành là atiya, là trở nên buồn rầu. Dukkha là khổ cộng với ý giá là trở thành là dukkhiya, trở nên đau khổ. Sukha là hạnh phúc, an lạc. Sukhiya là trở nên an lạc. Hiri là hổ thẹn, là tam đó, tam quỷ đó ha. Thì hiriya là trở nên hổ thẹn. Thì như vậy đọc nghĩa đầu tiên là nghĩa thực hành nè. Bây giờ nghĩa thứ hai gọi là nghĩa giả dụ. Timira là bóng tối, aya là làm như, thế nên là timiraya là làm như bóng tối. Đô la là cái vọng, đô la giá là làm như cái vọng. Papata là ngọn núi, papata giá là làm như núi. Putta là con trai, putti giá là đối xử như con trai. Và nghĩa thứ ba là ý nghĩa ước vọng. Thana là tài sản, thaniya là ước tài sản, mong ước có tài sản. Patta là cái bát, pattiya là ước có cái bát. Ngoài ra riêng tiếp vị ngữ aya còn được ghép vào những tiếng hai thinh để lập nên những động từ để diễn tả âm thanh. Ví dụ gala gala cộng với aya đổi thành là gala gala ya, là kêu rào rào. Chít chít cộng với ai giá là chít chít ta giá, là kêu xịt xịt chít 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 rồi đó ha. Rồi á chít tí cộng với ai giá chít tí chít ta giá là kêu chít chít. Và ta 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 ai giá đổi thành là ta 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 giá là kêu ta 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 rồi đó. Thì ở đây mình thấy là động từ á, nó mang tính cách tương thanh, giống như mình gọi là mưa tí tách
ha, tiếng Việt mình còn có mưa tí tách, là tiếng tí tách là tiếng cái giọt mưa rơi, tí tách tí tách ha, thì mình trở thành mưa tí tách, mình trở thành động từ đó. Ba tiếp vị ngữ là ala, ara và ala được ghép vào một số ngữ căn để lập nên động từ cùng diễn đạt là ý nghĩa thực hành. Ví dụ yut cộng với ala trở thành là yotala, có nghĩa là chọi lọi. Santa cộng với ara trở thành là santarasa, hoặc là santarasati là vượt khỏi. Upakkhang cộng với ala trở thành là upakkamala, hoặc là có nghĩa là tiến vào. Rồi ở đây có một số cái tiếp vị ngữ, ví dụ như là tiếp vị ngữ kha, cha và sa, nó được thêm vào để chỉ sự ước muốn. Thì âm đầu của ngữ căn sẽ gấp đôi lên trước những tiếp vị ngữ này, hoặc là đôi khi ngữ căn sẽ hoàn toàn biến dạng. Ví dụ tích cộng với kha trở thành là tích tích kha, có nghĩa là kiên nhẫn. Bút cộng với kha trở thành là bút phúc kha, có nghĩa là muốn ăn. Rồi tiếp vị ngữ cha kích cộng với cha trở thành là chị kích cha, là chữa thuốc. Rồi là chị kích cha ti. Rồi gúp cộng với cha mà là đổi thành là chị gút cha, là nhờm gớm. Vì vì thấy chị gúp cộng với cha mà tự nhiên đổi nguyên cả chữ luôn, chị gút cha luôn. Gas cộng với cha trở thành là dị gắt chắc, đã đói muốn ăn. Và cuối cùng là tiếp vị ngữ xa, dị cộng với xa trở thành là dị ghim xa, muốn thắng phục. Pa cộng với xa là pi va xa, là muốn uống. Và măng cộng với xa là vi măng xa, là thẩm nghiệm, suy cứu. Su cộng với xa trở thành là su su xa, là muốn nghe. Thì như vậy đó, hôm nay mình dừng lại ở cái phần 3.3.2, đó là phép chia động từ năng động thể ha, trên cái sự hình thành năng động thể. Cái này đó mình quý vị mà có thời giờ đó, quý vị đọc lại để mà mình nhận biết được cái dạng động từ với cái tiếp vị ngữ, cái từ cái căn vậy, rồi cộng thêm tiếp vị ngữ vậy, rồi nó biến đổi ra vậy, để mà mình làm quen với động từ thôi. Bởi vì đó, một cái vấn đề của một cái người dịch đó, khi mà đọc bản Pali đó, là có một số sinh viên họ nói về luật pháp đó, cái khó khi đọc Pali là mình biết cái nào là danh từ, cái nào động từ. Thì danh từ hay động từ là nhờ mình nhìn vào mới chạy các cái loại mà cái tiếp vị ngữ của nó đó, để mình xác định được nó là danh từ hay động từ. Thì nhưng cái tiếp vị ngữ đó, di ra ap là mình biết, như vậy nó là động từ đó. Thì đó là mình đã đi qua xong phần tiếp học của bài học ngày hôm nay. Xin dừng lại ở đây. Ngày mai đó, ngày mai là mình sẽ tiếp tục học. Và ngày mai mình vẫn học lại là 8 giờ ha. Hôm nay là bởi vì được Pháp có hẹn mấy bạn sinh viên tới thăm, họ gặp đó. Họ tới hơi tội, thành ra sự là vào thì không vì không không có kịp giờ cho nên đổi giờ thôi. Chứ ngày mai thì mình vẫn trở lại. Mình vẫn học là vào lúc 8 giờ tối như bình thường. Dạ thôi thì xin được dừng lại ở đây. Xin chào tạm biệt quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành, một đêm an lành.